hoa hậu và phản ứng trái ngược về chuyện kết hôn. Hennie livestream tuyên bố ế, vài bữa lại khoe cao hơn bồ, mong cưới tới nỗi tập dược quang hoa. Hen ế rồi. Ế mấy năm đâu có phải ế bây giờ đâu. A few minutes later. Rồi, 1, 2, 3. Thanh Thủy nhận được lời tỏ tình thì cảm ơn trước cho ra dáng hoa hậu rồi thôi. Người ta manifest rồi phải giữ lời. Nếu nhận được lời tỏ tình khi còn đang trong nhiệm kỳ hoa hậu, bạn sẽ trả lời thế nào? Mình cảm ơn. Không hề nôn nao anh ạ. Em là hoa hậu thế mà. Em đâu có hẳn là muốn lấy chồng bây giờ đâu. Thiên Ân nối gót Thủy Tiên nhưng vẫn bỏ ngỏ một con đường để sau lật kèo cho dễ. Sau khi đăng quang hoa hậu thì các người đẹp cũng bắt đầu rơi vào vòng xoáy thắc mắc khi nào lấy chồng và mỗi người lại có một cột mốc và phản ứng riêng cho mình. Hennie là hoa hậu rất đặc biệt khi 28 tuổi mới có mối tình đầu, rồi yêu và chia tay liên tục trong vòng vài năm. Nhưng khoảng một năm trở lại đây thì người ta đều tin rằng cả hai lại nối lại tình xưa. Thế nhưng trong một livestream gần đây tại quê nhà, Hen lại bất ngờ chia sẻ mình ế xưa giờ luôn rồi khiến dân tình lại rơi vào thắc mắc. Nhưng mà chưa được bao lâu thì nàng hậu tiếp tục lại gây choáng khi đăng ảnh mới khoe chân dài, còn tiết lộ rằng mình cao hơn bổ nữa. Và có lẽ cũng nôn cưới lắm rồi nên mới đây Hennie đã đăng clip mới vào vai cô dâu và thực hiện nghi thức tung hoa cưới cho hoa hậu Thủy Tiên bắt phía sau. Được cái hai chị em kẻ tung người hứng ném một cái trúng ngay nên ai cũng vui. Tuy nhiên sau khi Thủy Tiên bắt hoa được rồi thì top 5 Miss Universe lại tuyên bố chuyển cái sự ế của mình cho đối phương khiến Thủy Tiên hết hồn. Nói chung là fan của Hen đều nhận ra nàng hậu nôn cưới lắm rồi thế nên cũng góp tay vào dục cưới rất đều. Thanh Thủy trước khi đi thi Miss International đã từng manifest rất đỉnh rằng hoa hậu quốc tế thì chưa ai lấy chồng và quả thật sau đó cô đã đăng quang. Vậy nên sau khi trở về nước nàng hậu cũng lập tức bị hỏi ngay chuyện chồng con. Phỏng vấn nào là bị hỏi về tờ giấy đăng ký kết hôn to đùng mà fan giơ lên khi đi đón mình. Rồi khi được nhận lời tỏ tình thì sao, có muốn kết hôn chưa và Thanh Thủy đã trả lời lại rất nhanh gọn. Khi thấy fan giơ giấy kết hôn nàng hậu đã rất bất ngờ mãi mới nhớ ra là mình từng ký giấy đó thật, chỉ là không nghĩ fan sẽ in ra to như vậy thôi. Còn chuyện lấy chồng thì cô hoàn toàn không nôn nao, háo hức gì cả, người ta đang là hoa hậu quốc tế không có ham lấy chồng lúc này. Và khi nhận câu hỏi nếu nhận được lời tỏ tình thì sẽ phản ứng ra sao, Thanh Thủy đã suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời lại là cảm ơn đã, chứ từ chối ngay thì phũ phàng quá, là hoa hậu phải thân thiện. Thủy Tiên gặp câu hỏi về chuyện kết hôn, lấy chồng không ít lần, nhất là sau khi dân tình đẩy thuyền nhiệt tình với Quang Linh Vlog thì chủ đề này lại càng được đặt ra cho cô nàng nhiều hơn. Tuy nhiên từ trước đến nay Thủy Tiên với chủ đề này luôn rất thoải mái. Cô từng chia sẻ vì trưởng thành trong gia đình không hạnh phúc, ba mẹ ly hôn nên cô còn từng không có ý định kết hôn. Tuy nhiên khi chơi cùng hội bạn thân hoa hậu mà ai cũng kết hôn và hạnh phúc nên nàng hậu đã hồi tâm chuyển ý. Tuy nhiên cho tới hiện tại thì Thủy Tiên vẫn theo quan điểm có thể lấy hoặc không chứ cô không đặt nặng. Có lần người đẹp còn nói đùa với fan rằng có khi mình lấy vợ thì sao. Về đám cưới trong mơ thì nàng hậu hòa bình thích tổ chức cùng bạn bè người thân, làm lễ xong là vui chơi thỏa thích, thoải mái tự do. Thiên Ân từng trình diễn thời trang váy cưới cũng ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng nên chuyện lấy chồng cũng rất được khán giả quan tâm. Nàng hậu từng nhận được câu hỏi khi nào kết hôn và không ngần ngại hồi đáp ngay. Thiên Ân rất hâm mộ Thủy Tiên nên cũng có tư tưởng thoải mái, có thể lấy chồng hoặc không. Nàng hậu rất vui vẻ đặt câu hỏi tu từ rằng tại sao phải lấy chồng, lựa chọn độc thân vui tính cũng rất tốt. Tuy nhiên, Thiên Ân cũng đặt ra cho mình một mốc cố định đó là nếu kết hôn thì ít nhất sẽ là năm 28 tuổi, để chờ xem cuối cùng nàng hậu sẽ theo hướng nào nhé.